tháng 9 năm 2013, bà Hillay bị xét xử và kết án tù chung thân với các tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. Vụ án bà Hillay là một trong những vụ án lớn nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vụ án này không chỉ có ảnh hưởng lớn đến chính trị nội bộ Trung Quốc mà còn thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Đáng chú ý, khi các chi tiết về lối sống xa hoa của gia đình ông Bạc như du lịch bằng máy bay riêng, sở hữu biệt thự Riviera ở Pháp và nếm thử các loại thịt của động vật quý hiếm được đưa ra. Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, người luôn xuất hiện với trang phục tươm tất khi còn tại vị, mạnh miệng bảo ông là một người đàn ông tiết kiệm và chiếc quần lót dài mà ông đang mặc do mẹ mua những năm 1960. Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Bà Hillay khoe đổ lót 50 năm tuổi. Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hillay đã cãi chay cãi cối trước cáo buộc về lối sống xa hoa của gia đình. Hùng hồn đưa ra chứng cớ là đồ lót ông đang mặc được mẹ mua cho từ hơn 50 năm trước. Các công tố viên cung cấp một loạt các chi tiết về lối sống xa hoa của gia đình ông Bạc như du lịch bằng máy bay riêng, sở hữu biệt thự Riviera ở Pháp và nếm thử các loại thịt của động vật quý hiếm. Sau khi bà Cốc Khai Lai khai rằng bà Qua Qua đã mang về miếng thịt lớn của một loài động vật rất hiếm và dặn phải ăn sống, cư dân mạng lẫn báo chí đua nhau tìm xem thứ thịt bà Qua Qua đã mang về là gì. Thế nhưng cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, người luôn xuất hiện với trang phục tươm tất khi còn tại vị, mạnh miệng bảo ông là một người đàn ông tiết kiệm. Ông Bạc nói bản thân tôi không quan tâm đến quần áo, quần lót dài mà tôi đang mặc đây do mẹ mua những năm 1960. Những chiếc áo khoác và quần áo trong tủ đều do một doanh nghiệp tại Đại Liên sản xuất. Bên cạnh đó, ông Bạc cũng khẳng định nguyên nhân thật sự Vương Lập Quân đào tẩu tới lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là do bị ông phát hiện ra mối quan hệ bất chính với bà vợ Cốc Khai Lai. Trước đó, trong phiên tòa hôm 24 tháng 8, ông Vương khẳng định bỏ trốn tới lãnh sự Mỹ vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân, sau khi nhiều người làm việc cho ông trong vụ điều tra bà Cốc giết người lần lượt bị mất tích. Những phản ứng của ông Bạc Hillay không khiến nhiều người bất ngờ. Ông cũng liên tục phản cung mạnh mẽ nhằm phủ nhận hoàn toàn tội danh của mình. Bí mật về cuộc sống trong tù của Bạc Hillay. Hơn 1,3 triệu quan chức Trung Quốc từ cấp cao đến cấp thấp đã bị bắt kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012 và khởi động chiến dịch chống tham nhũng, đã hổ, diệt ruồi. Hầu hết những con hổ lớn như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hillay, cấp bậc thứ trưởng trở lên, bị tống giam tại nhà tù bí mật Tân Thành. Có rất ít thông tin về điều kiện sinh hoạt của tù nhân sau các bức tường nhà tù này. Nhà tù Tân Thành là nơi cha Bạc Hillay, tức ông Bạc Nhất Bà, từng bị giam dưới thời cách mạng văn hóa. Nay, tại đây có cựu giám đốc công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân đang thụ án. Có thể vì vậy mà người ta cho rằng ông Bạc đối mặt với nhiều kẻ thù hơn là bạn bè trong tù. Được xây dựng từ năm 1958, nhà tù này ẩn mình bên các ngọn đồi ở phía bắc của Bắc Kinh. Những bức tường màu xám cao ngất ngưỡng bao bọc chung quanh khuôn viên nhà tù mà không hề có hàng rào kẽm gai. Lực lượng an ninh canh giữ cẩn mật bên ngoài cánh cửa màu đỏ luôn đóng chặt. Theo Nhật báo Tin tức Bắc Kinh, tại đây tù nhân cao cấp có thể xem truyền hình trong thời gian từ 14 giờ tới 21 giờ hàng ngày và đi dạo một mình trong các khuôn viên trại giam 6 lần một tuần. Không giống như các phạm nhân thường, các tù nhân cao cấp dùng sữa vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, bao gồm hai món ăn Trung Quốc và một tô súp, đôi khi do đầu bếp từ một khách sạn Bắc Kinh đến nấu. Sau mỗi bữa ăn, mỗi tù nhân cấp cao được nhận một trái táo. Thay vì mặc đồng phục màu đen bình thường, các cựu quan chức được phép mặc quần áo do gia đình gửi cho. Nguồn tin còn cho biết phòng giam được trang bị giường mềm, ghế sofa, bàn làm việc và cả phòng tắm riêng. Báo South China Morning Post, SCMP, dẫn lời một số người từng làm lính canh ở Tân Thành và gia đình các tù nhân, tiết lộ những chi tiết hiếm hoi về cuộc sống của họ. Chẳng hạn như bà Hillay, một nguồn tin thân cận với gia đình ông ta nói rằng cựu chính trị gia đang thụ án tù chung thân vì tham nhũng và lạm quyền này đang viết thư cho chính quyền để lật lại vụ án của mình. Đáng nói là bà Hillay sử dụng thư pháp trong những bức thư. Bạn tù, đồng thời là cánh tay phải của bà Hillay ngày trước, Vương Lập Quân,
cũng có chung niềm đam mê thư pháp. Từng là giám đốc Sở Công an Trùng Khánh, ông Vương bị kết án 15 năm tù vì tội đào tẩu, nhận hối lộ và các tội danh khác. Ngoài thư pháp, ông Vương còn dành nhiều thời gian để đọc sách và học thêm tiếng Anh. Một nguồn tin thân cận với nhà tù cho biết, Bạc Hy Lai được phép mặc com lê phương Tây thay vì quần áo tù nhân, nhưng phải mang giày dép nhựa giống như các tù nhân khác. Cựu bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ cũng từng nhận được đặc cách này. Ngoài ra, giày hoặc quần có dây buộc hoặc dây rút không được phép đưa vào trong nhà tù để ngăn tù nhân tự tử. Tại Tân Thành, lính canh được yêu cầu tránh xa tù nhân, phải kiềm chế khi bị tù nhân mắng hoặc đánh, nếu không họ sẽ bị sa thải. Một số tù nhân được ban đặc quyền, chẳng hạn Chu Vĩnh Khang có phòng giam nằm trong một khu biệt lập, được cấp một mảnh đất nhỏ để trồng rau và trái cây. Khi người thân và bạn bè của ông ta đến thăm, đôi lúc họ mang về trái cây và bí ngô do tù nhân này trồng. Kể từ đầu năm 2012, sự sụp đổ của cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã trở thành một trong những bê bối chính trị được quan tâm nhất ở Trung Quốc. Từ vị thế ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, ứng cử viên hàng đầu cho thường vụ Bộ Chính trị, ông Bạc rơi xuống vực thẳm. Cuối năm 2011, doanh nhân người Anh Neil Haywood được tìm thấy đã chết trong một phòng khách sạn ở thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc. Sau đó, chính quyền địa phương tuyên bố nguyên nhân tử vong là ngộ độc rượu và nhanh chóng được hỏa táng. Ông Haywood chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài muốn vào Trung Quốc đầu tư trong hơn 10 năm. Cái chết của ông đã không nhận được sự chú ý cho đến khi có tin đồn ông Bạc dính líu đến vụ sát hại vài tháng sau đó. Tháng 2 năm 2012, cánh tay phải của ông Bạc Hy Lai, cựu giám đốc Sở Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, chạy trốn vào lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi trải qua một đêm tại đây, ông Vương đã tự nguyện rời khỏi. Tháng 3 năm 2012, ông Bạc lên tiếng bào chữa cho mình và vợ, bà Cốc Khai Lai, trong một cuộc họp báo tại Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc. Ngoài ra, ông bác bỏ cáo buộc của truyền thông phương Tây về lối sống xa hoa của con trai Bạc Qua Qua ở Mỹ. Chỉ vài ngày sau, ông Bạc bị cách chức bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Tháng 4 năm 2012, ông Bạc bị gạt ra khỏi Bộ Chính trị và bị đình chỉ mọi chức vụ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời, các nhà chức trách thông báo điều tra bà Cốc và người giúp việc của gia đình tên Trương Hiểu Quân về cái chết của ông Haywood. Tháng 6 năm 2012, kiến trúc sư người Pháp Patrick de Villers, được cho là người thân cận với bà Cốc, bị bắt tại nhà riêng ở Phnom Penh, Campuchia, theo yêu cầu của Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cho rằng lời khai của ông này sẽ giúp làm sáng tỏ các giao dịch tài chính giữa vợ chồng ông Bạc Hy Lai và doanh nhân Haywood. Tháng 7 năm 2012, bà Cốc Khai Lai bị buộc tội mưu sát ông Haywood. Đến tháng 8, bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình treo vì tội giết ông Haywood. Án tử hình của bà Cốc được hoãn thi hành trong vòng 2 năm và nhiều khả năng được giảm xuống tù chung thân. Tháng 9 năm 2012, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thành Đô đã cáo buộc Vương Lập Quân 4 tội danh: bẻ cong pháp luật vì tư lợi, đào tẩu, lạm dụng chức quyền và nhận hối lộ. Ông này lãnh án 15 năm tù. Tháng 7 năm 2013, ông Bạc Hy Lai chính thức bị truy tố các tội hối lộ, tham nhũng và lạm quyền. Tháng 10 năm 2013, Tòa án cấp cao tỉnh Sơn Đông Trung Quốc đã bác đơn kháng cáo và y án chung thân đối với cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Tình nhân bí mật của Bạc Hy Lai. Thời điểm cựu bí thư Trùng Khánh bị bắt và xử lý, trên nhiều diễn đàn ở Trung Quốc xôn xao về MC Trương Vĩ Kiệt, một trong những người được cho là tình nhân của ông Bạc Hy Lai mất tích bí ẩn. Trương Vĩ Kiệt, cô MC nổi tiếng trên đài truyền hình Đại Liên, bị đồn thổi có quan hệ tình ái với Bạc Hy Lai vào năm 1998 và từng công khai thách thức bà Cốc Khai Lai sau khi phát hiện mình có thai. Tuy nhiên, người đẹp tài hoa này đột nhiên biến mất một cách bí ẩn và tới nay vẫn không tìm được tung tích. Dĩ nhiên, dư luận hướng nghi ngờ về phía bà Cốc Khai Lai. Bởi sau khi biết được mối quan hệ ngoài luồng của chồng mình, bà Cốc tức giận đến mức lấy bút danh Vương Hồng để viết bài bôi xấu tình địch trên các báo một thời gian. Có nguồn tin cho biết bà Cốc đã nhờ đến công an thành phố, thậm chí cả thế lực ngầm để uy hiếp, khiến Trương Vĩ Kiệt bị đuổi việc.
Sau khi rời đài truyền hình, Trương Vĩ Kiệt đã làm đơn kiện bà Cốc Khai Lai cho tới khi mắc bệnh rối loạn thần kinh. Tiếp đó có tin cô bị giam giữ bí mật trong khách sạn Nam Sơn Đại Liên và nhiều lần tự sát nhưng không thành. Theo báo Minh Kính của Hồng Kông, Trương Vĩ Kiệt đã bí mật sinh một cô con gái với Bạc Hy Lai và được chính tỷ phú Tử Minh thay mặt họ Bạc trao món tiền 10 triệu nhân dân tệ, khoảng 32 tỷ đồng để giữ im lặng. Cô đã chấp thuận cầm tiền và ôm con bỏ đi biệt tích, nguồn tin cho biết. Thời điểm đó, trang web tiếng Trung có trụ sở ở Mỹ là Bosun đưa ra một thông tin đáng sợ hơn nhiều. Theo Bosun, một mẫu vật phụ nữ mang thai xuất hiện tại triển lãm Body World do công ty Volhagen's Plastination tổ chức tại thành phố Đại Liên có dáng mặt, hộp sọ rất giống nữ MC xinh đẹp họ Trương. Hơn nữa, bào thai trong cơ thể xác ướp này còn nguyên vẹn và đã rõ hình hài tương xứng với khoảng thời gian cô mất tích, thai nhi khoảng 8 tháng tuổi. Nhiều người đã đem thắc mắc về việc sử dụng thi thể người trong các triển lãm Body World lên các diễn đàn. Công ty Volhagen's Plastination có trụ sở ở Đại Liên và một số người cho rằng chính ông Bạc Hy Lai đã phê chuẩn quyền hoạt động cho công ty khi còn là thị trưởng Đại Liên năm 1999. Do vậy, các thi thể người được sử dụng trong triển lãm đều là của người dân quá cố trong thành phố. Tuy nhiên, thời điểm đó, đại diện công ty khẳng định họ không hề có bất cứ mối liên hệ cá nhân hay công việc nào với ông Bạc Hy Lai. Thêm nữa, những tác phẩm trưng bày trong triển lãm đều là thi thể được hiến tặng và phải bảo mật danh tính. Không chỉ dừng lại ở cái tên Trương Vĩ Kiệt, mà tình nhân của Bạc Hy Lai còn được cư dân mạng Trung Quốc đồn thổi là nữ diễn viên nổi tiếng Trương Tử Di. Theo đó, thời điểm ông Bạc bị điều tra vì nhiều hành vi không chuẩn mực của mình, thì báo chí Hoa ngữ đưa tin nữ diễn viên Trương Tử Di đang bị cấm rời khỏi Trung Quốc để hoàn tất cuộc điều tra liên quan đến việc cô có quan hệ tình dục với Bạc Hy Lai hơn 10 lần. Thông tin trên được đăng tải trong tờ Apple Daily và các báo giấy khác tại Đài Loan, không phải từ Trung Quốc đại lục. Theo đó, Trương Tử Di bị nhóm điều tra vụ án Bạc Hy Lai yêu cầu hợp tác để làm rõ việc cô có quan hệ tình dục với cựu chính trị gia này. Các báo cáo này cho biết mối quan hệ giữa Bạc Hy Lai và Trương Tử Di được sắp xếp bởi tỷ phú Su Minh, người sáng lập và là chủ tịch tập đoàn Dalian Side. Theo các nguồn tin, Su Minh thú nhận đã trả 6 triệu nhân dân tệ, tương đương 946.000 USD để Trương Tử Di ngủ với ông Bạc trong năm 2007. Sau đó, cả hai có một số giao dịch tình dục để sắp xếp cho Trương Tử Di phục vụ một số nhân vật cấp cao, trong đó có ông Bạc với giá 10 triệu nhân dân tệ. Báo chí Hoa ngữ cho biết từ năm 2007 đến 2011, ông Bạc và Tử Di có quan hệ tình dục ít nhất 10 lần, đa phần đều diễn ra ở Bắc Kinh. Một số nguồn tin cho biết thêm rằng Tử Di nổi tiếng trong giới giải trí ngoài các vai diễn còn ở khả năng kiếm tiền, đồ trang sức, bất động sản thông qua việc qua đêm với các đại gia. Cô đã có đến 5-6 người bạn trai tỷ phú cùng một lúc nhưng chỉ có một bạn trai chính thức trước công chúng. Người ta ước tính rằng người đẹp này đã bỏ túi ít nhất 7 triệu nhân dân tệ, tương đương 110 triệu USD từ các giao dịch tình dục trong 10 năm qua, bao gồm cả 180 triệu tệ tiền mặt từ Su Minh. Tài sản lớn nhất của cô không bị đánh thuế do sự can thiệp của Su và các quan chức khác. Theo các báo Hoa ngữ, tin tức gây sốc trên có thể giải thích lý do tại sao Trương Tử Di đã vắng mặt tại liên hoan phim Cannes lần thứ 65, mặc dù bộ phim mới có cô tham gia diễn xuất Dangerous Liaison được công chiếu lần đầu tại đây. Trương Tử Di cũng được mời để phát biểu tại lễ trao giải cành cọ vàng nhưng cô từ chối với lý do phải kết thúc các cảnh quay trong phim The Grandmaster. Tuy nhiên, theo các báo nêu trên, lý do thực tế liên quan đến Bạc Hy Lai, Su Minh và những hoạt động tình ái bí mật. Ngay sau những thông tin rầm rộ này, Trương Tử Di đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc cô có quan hệ tình dục với Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh để đổi lấy khoản tiền khổng lồ. Ngoài ra, thời điểm những năm 2012, người đẹp này còn cho biết sẽ khởi kiện những tờ báo đã đăng thông tin sai lệch. Cụ thể, thời điểm đó, Trương Tử Di đã lên tiếng rằng tất cả đều là vu khống. Những phương tiện truyền thông đăng tin sai lệch thật vô trách nhiệm, chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Những tin đồn thất thiệt thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Tử Di. Hiện luật sư đang thu thập bằng chứng và khởi kiện. Theo quản lý này thì cô không hề nhận được cuộc gọi nào để xác minh thông tin trên nên rất sốc và tức giận khi tin đồn lan tràn. Ban đầu Trương Tử Di do bận việc đóng phim nên không để ý đến tin đồn và muốn thời gian chứng minh cho sự trong sạch của mình. Tuy nhiên, khi thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng thì quyết định làm đến cùng.
Tiếp đó, năm 2011, Tử Di phải đối mặt với lời cáo buộc biển thủ tiền từ thiện. Người trợ lý của Tử Di đã đứng ra gánh hết tội với lời lý giải có sai phạm trong việc liệt kê sổ sách để bảo vệ người đẹp này. Chưa hết thị phi, Tử Di lại bị nghi ngờ có quan hệ bất chính với một doanh nhân giàu có đã có gia đình, khiến vợ của ông ta nổi giận, thuê người đe dọa bằng cách vấy bẩn vào tấm poster quảng cáo trên đường phố Hồng Kông của người đẹp, ngay giữa thành thiên bạch nhật. Trong thời điểm bà Hy Lai bị điều tra, những tin đồn về tình sử của người này dường như đã gây chấn động khi một số tên tuổi diễn viên lớn bị đưa vào, trong đó nổi bật có Trương Tử Di và Phạm Bằng Bằng. Thời điểm xảy ra những tin đồn Trương Tử Di bán thân cho Bạc Hy Lai, nhà biên kịch nổi tiếng Trung Quốc Tất Thành Công đã lên tiếng trên blog cá nhân của mình, vạch mặt kẻ hãm hại Trương Tử Di, dàn dựng tin đồn nữ diễn viên tài ba này là gái bao cao cấp của Bạc Hy Lai. Trên trang blog cá nhân của mình, nhà biên kịch Tất Thành Công khẳng định có kẻ ghen ghét đã dàn dựng nên tin đồn thất thiệt này và anh biết rất rõ kẻ đó. Đây chỉ là trò đánh lén của một đồng nghiệp ganh tị với sự thành công của Trương Tử Di. Theo nhà biên kịch Trung Quốc thì âm mưu này đã được dàn dựng từ hồi tháng 3 năm nay và kẻ đó đã cần thời gian và chờ thời cơ trước khi phim mới của Tử Di ra mắt để đâm lén cô. Vụ việc động trời Bạc Hy Lai và sự vắng mặt của Trương Tử Di ở liên hoan phim Cannes chính là thời cơ đó. Trong chia sẻ đầu tiên về việc này trên blog, nhà biên kịch họ Tất không nêu đích danh nhưng họ Tất đã dùng tiếng Anh là F để ám chỉ người đứng sau vụ bê bối này chính là Phạm. Biên kịch Tất Thành Công viết, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là dọa dẫm và lừa dối để đạt được những gì mình muốn. Cô là kẻ độc ác và chỉ biết ghen tị. Cô không mệt mỏi sao cô ép? Cô không mệt mỏi với những việc bẩn thỉu hạ bệ người khác hay sao? Họ chỉ là những diễn viên xuất sắc, những người thực sự được công nhận qua các vai diễn chứ không sử dụng những thủ đoạn đê hèn như cô. Bạc Hy Lai và vợ cơm không lành, canh chẳng ngọt. Thời điểm Bạc Hy Lai bị đưa ra xét xử, một trong những điểm khiến cho dư luận quốc tế thời bấy giờ dậy sóng là bà Cốc Khai Lai đã làm chứng chống lại chồng mình là Bạc Hy Lai để bảo vệ con trai. Theo đó, một nguồn tin thân cận của gia đình ông Bạc thời điểm năm 2013 tiết lộ với hãng tin Reuters rằng bà Cốc yêu Bạc quá quá rất nhiều, chỉ khi bà chắc rằng con trai đứng ngoài cuộc có thể bà sẽ chấp nhận đánh đổi, cung cấp bất kỳ bằng chứng chống lại ông Bạc. Thời điểm đó, Tòa án Tế Nam đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lấy lời khai của bà Cốc Khai Lai vào trưa ngày 23 tháng 8 năm 2013. Nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc cũng lấy lại đoạn video và đưa lên Weibo. Buổi lấy lời khai của bà Cốc diễn ra ngày 10 tháng 8 năm 2013. Trong video, bà Cốc mặc áo kẻ đen, tóc ngắn và trả lời điều tra viên bằng giọng nói nhẹ nhàng. Bà nói ông Bạc có thể biết về các vé máy bay mà tỷ phú Tử Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thực Đức Đại Liên mua cho bà và con trai Bạc qua qua. Bà không trả lời thẳng câu hỏi có trực tiếp kể với ông Bạc về việc này không. Tuy nhiên bà cho biết có nói với chồng về việc ông Từ chi trả các chi phí khác cho con trai. Trong phiên xử chiều ngày 22 tháng 8 năm 2013, tỷ phú Tử Minh Khai đã hỗ trợ tài chính cho bà Cốc và con trai. Khi được hỏi liệu bà có bị ép cùng trong cuộc thẩm vấn hay không, bà Cốc bật cười. Tòa án Tế Nam dẫn lại phản ứng của ông Bạc về các lời khai của vợ rằng bà ấy đã thay đổi, bà ấy điên rồi hay nói dối. Trong trạng thái đầu óc không bình thường, người điều tra lại gây sức ép cực lớn buộc bà ấy chống lại tôi. Bà Hy Lai bị cáo buộc nhận hối lộ từ Tử Minh bằng một ngôi biệt thự trị giá 3,5 triệu USD ở thành phố Cannes, miền Nam nước Pháp. Công tố viên cho rằng Bạc đã gặp Tử Minh khi đang giữ chức Bộ trưởng Thương mại năm 2004 và yêu cầu Từ giữ bí mật về ngôi biệt thự ở Pháp. Công tố viên cũng dẫn lại lời khai hồi tháng 1 năm 2013 của bà Cốc rằng ông Bạc đã xem ảnh biệt thự từ năm 2002 và khen với bà là đã cải tạo nhà rất đẹp. Bà Cốc còn khai với điều tra viên rằng đã kể với chồng về ngôi nhà và nói rằng tiền thu được từ ngôi nhà đó sẽ dùng để trang trải cho phí sinh hoạt của Bạc qua qua ở nước ngoài. Khi được hỏi Bạc Hy Lai có biết Neil Haywood hay không, bà Cốc nói ông Bạc chưa bao giờ nói chuyện với Haywood, nhưng đã từng gặp người anh này khi ông ta cùng Bạc qua qua về Trùng Khánh một lần. Một số nguồn tin tham dự phiên tòa xét xử cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai diễn ra tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc thời điểm đó cho biết nhiều tình tiết nhạy cảm không được cập nhật trên blog chính thức của tòa án. Trong những lời khai của ông Bạc bị lược bỏ trước khi đăng tải có chi tiết, ông đã viết 5 bức thư gửi lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
đề nghị cho vợ ông được ân xá trong vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Haywood. Tương tự, tình tiết ông Bạc gặp gỡ các điều tra viên của cơ quan chống tham nhũng của đảng cũng bị gỡ bỏ. Theo đó, những người này đã nói với ông về các vụ xét xử tham nhũng trước đây của hai quan chức. Một người thừa nhận có tội đã không bị xử tử hình, người kia chối tội thì bị xử tử. Lời khai được đăng tải còn bỏ mất những nhận xét có phần cảm thông của ông Bạc về vợ mình, bà Cốc Khai Lai, người đã ra làm chứng chống lại ông. Không những thế, một số nhận xét có phần tiêu cực hơn của ông Bạc về bà Cốc đã bị tách khỏi ngữ cảnh, trong đó có đoạn ông miêu tả vợ mình bị điên. Một nguồn tin cho biết khi đó ông Bạc chỉ trích dẫn lại những gì các điều tra viên đã nói về bà Cốc để chứng minh lời khai của bà là không đáng tin. Cuộc đời tôi đã là một bi kịch và của vợ cũng vậy. Tôi hy vọng các anh có thể dừng cuộc điều tra này, dừng việc lấy đi những chút ấm áp cuối cùng trong gia đình tôi. Nguồn tin trên dẫn lời ông Bạc nói với các công tố viên hôm 24 tháng 8. Hai nguồn tin khác cho biết ông Bạc đã đổ lỗi cho chiến thuật mạnh tay của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây áp lực khiến ông phải nhận tội. Những chi tiết khác bị lược bỏ. Còn có một cuộc tranh luận nảy lửa về việc sử dụng thuốc của bà Cốc và những đòn tấn công của truyền thông nhà nước nhắm vào ông Bạc. Thời điểm bà Hy Lai bị đưa ra xét xử, nguồn tin từ giới luật sư bảo chữa ông Bạc Hy Lai cho biết nội bộ gia đình ông Bạc không thống nhất về cách đối phó những cáo buộc đối với ông Bạc. Gia đình ông Bạc có 6 anh chị em, ai cũng nói tôi đã mướn được luật sư giỏi nhất. Trong số này lại có vài người hận thù ra mặt gia đình bà Cốc Khai Lai. Người chống lại bà Cốc gay gắt nhất trong nhiều năm qua là chị cả của ông Bạc. Theo bà này, ông Bạc không nên nhận bất cứ tội danh nào. Bà có mướn một luật sư riêng bào chữa cho ông Bạc nhưng không được tòa chấp nhận. Cả hai gia đình ông Bạc và bà Cốc đều là thành phần ưu tú của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tranh chấp giữa hai gia đình càng làm cho vụ án thêm phức tạp, trong khi chính quyền muốn xử lý nhanh vụ án vốn đang thu hút mạnh mẽ dư luận quốc tế. Đây là vụ bê bối chính trị tệ hại nhất ở Trung Quốc trong 20 năm qua, theo báo chí phương Tây, bởi không ít người có chức quyền trong đảng ủng hộ ông Bạc Hy Lai. Ông Bạc Hy Lai từng là người đứng đầu thành ủy Trùng Khánh và là ứng cử viên sáng giá vào ban thường vụ Bộ Chính trị. Ông chỉ thất thế sau khi Vương Lập Quân, giám đốc Sở Công an Trùng Khánh, cánh tay mặt của ông chạy vào lãnh sự quán Mỹ tố cáo bà Cốc Khai Lai giết chết Neil Haywood. Một số thành viên trong gia đình ông Bạc cho rằng sở dĩ ông Bạc xa cơ là do bà Cốc gây ra. Họ cũng cả quyết nếu ra tòa chắc chắn bà Cốc sẽ là nhân chứng then chốt khiến ông Bạc hết đường chối cãi. Nếu đúng như vậy, tại sao ông Bạc Hy Lai không ly dị vợ? Những người thân cận với gia đình ông Bạc và bà Cốc tiết lộ hai người này đã từng tính chuyện ly hôn cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên họ không làm như vậy vì muốn củng cố sự nghiệp chính trị của ông Bạc. Sau khi bà Cốc bị cáo buộc tội giết người, nhiều người khuyên ông Bạc ly dị vợ nhưng ông từ chối. Tháng 3 năm ngoái, cả hai đều bị bắt giam. Hai người bị giam ở hai nơi khác nhau. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.